Pañca-sila-ni Yacama Bạch Hoa Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngu giới nơi tam bảo để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti dâm bi ma dâm phần tê quy sung rakana tha ya ti sa ra ne na sa ha pen cha si la ni ya cha ma bạch hoa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngu giới nơi tam bảo để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, sa ti dâm bi ma dâm phần tê quy sung rakana tha ya ti sa ra ne na sa ha pen cha si la ni ya cha ma bạch hoa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngu giới nơi tam bảo để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, dạ nam mô bút tha giá và chúng con cũng ăn an tịnh, con thay mặt cho tất cả phật tử và con kính thỉnh sư từ bi hoan hỷ thay mặt chư đại đức tăng để truyền tam quy và ngũ giới đến cho hàng phật tử chúng con trong ngày hôm nay. Con kính dâng biết lên ngài. Nam mô Bụt Hài Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Kính lễ chư tôn thượng đức tăng, xin chào quý cô tu nữ, xin chào sĩ Tâm Phường, huynh Phước Sang, sĩ Mê Ta, làm gì đây, sĩ Kim Nhung, sĩ Công Mai, sĩ Tâm Hạnh, sĩ Công Nhật, sĩ Thành Kiểm, sĩ Tương Mộng và sĩ Thiên Lạc. Chúc quý vị một ngày ăn vui, một đêm an lạc. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa năng ca chi ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đồng măng sa năng ca chi ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn khăn sa năng ca chi ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Đu ti âm bi bút sa năng ca chi ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, Đu ti âm bi đấm măng sa năng ca chi ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, Đu ti âm bi sẵn khăn sa năng ca chi ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ nhì, Tạ ti âm bi bút đăng sa năng ca chi ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, Tạ ti âm bi đấm măng sa năng ca chi ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, Tạ ti âm bi sân căn sa năng ca chi ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ ba, thăng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tham măng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khăng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Du ti dâm bi bút thăng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, Đu ti dâm bi thăm măng ta ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, Đu ti dâm bi sân khăn ta ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ nhì, Ta ti dâm bi bút thăng ta ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, Ta ti dâm bi thăm măng ta ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, Tâm bi sân khăn sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ ba, Tỳ sa ra na ca năng ni thi tăng
phát huy tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. A ma phần tê dạ xin văn. Ba na thi ba ta về ra mạnh đi sẽ khó với ăn sa ma dạ mi. Con xin với những điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na về ra mạnh đi sẽ khó với ăn sa ma dạ mi. Con xin với những điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mi cha cha ra về ra mạnh đi sẽ khó với ăn sa ma dạ mi. Còn xin với dự điều học là quy tránh xa sư tà hạnh. Mụ sa hoa đa về ra mạnh đi sẽ khó với ăn sa ma dạ mi. Còn xin với dự điều học là quy tránh xa sư nói dối. Sura me ra ya ma cha pa ma da tha na về ra mạnh đi sẽ khó với ăn sa ma dạ mi. Còn xin với những điều học là quy tránh xa sự dị uống rượu và các chất say. Ba na ti ba ta quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin văn giữ điều học là cuội tinh xa sự sắc sanh. A đình na đa đa quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin văn giữ điều học là cuội tinh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha ra quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin văn giữ điều học là cuội tinh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da we da ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin văn giữ điều học là quỷ tinh xa sự lý dối. Su ra me ra ya ma cha pa ma da tha na we da ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin văn giữ điều học là quỷ tinh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ima ni ban cha si ka ba da ni sa tu kang ka toa nga pa ma de na ni cha ka lang sa ma ra ki ta bang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng vẫn giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phần tê dạ xin văn. Sì lệ na su ca tinh doanh tị, sì lệ na phô ca sâm bác đại, sì lệ na ni phu tinh doanh tị ta ma, sì lăng vị sô tha dê. Các chúng sinh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử có ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thu sa thu lành thay, dạ chúng con xin sám hối Phật pháp tăng. Uttamang ghe na quan đề hằng ba đa văn sum qua uttamang. Bút thề vô ca li tô đô sô bút thô ca ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần giữ chân đức Phật là đẳng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đêm Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Utta măng ghê na quanh đề hằng thầm măng cha đu quy thầm quá răng. Thầm mê vô ca li tô đô sô thầm mô kha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con.
Utta mang ghe na quan đề hằng sang khăng cha du vi thô ta mang sang khe vô ca li tô đô so sang khô kha ma tu tăng ma mang con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ nam mô Bố Tha Giá, con kính thỉnh ngài trở lại để ngài chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con để cho trọn vạn phước báo trong ngày hôm nay. So tha la tho su bi tho ve ro no ho bo tha sa sa ne a ro go su bi tho ho i sa ha sa be nya ti vi sa tha la tha su bi tha ve ro na ha bo tha sa sa ne su bi tha ho i sa ha sa be nya ti vi te a tha la tha su bi tha ve ro na ha bo tha sa sa ne a ro ga su bi tha ho tha sa ha sa be hệ nhà tị phi cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thay Akasatha cha Bhummatha Dewa Naga Mahitika Bunyang no anumodang tu chirang rắc căng tu sa sa năng Akasatha cha Bhummatha Dewa Naga Mahitika Bunyang no anumodang tu chirang sa căng tu rắc tha kê Akasatha cha Bhummatha Dewa Naga Mahitika Buồn nhận nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu nhà ta vô. A ca sa tha cha bùm ma tha đề qua na ga ma hi thi ca. Buồn nhận nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu pa ni nô. A ca sa tha cha bùm ma tha đề qua na ga ma hi thi ca. Buồn nhận nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu nô sa đà. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu thương ngự rõ thông mỗi đều Long vương thành lực có nhiều đồng sinh hoa nghĩ phước điều chúng có ngô trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyển thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tăng ngõ hầu vô sanh Văn kinh chi cu sa la cam bằng ca ta bằng ki di văn ma ma ca ye na wa cha ma na ti ra se su ga tăng ca tăng ye sat ta sai ni no a ti ye sat ta a sai ni no ca tăng bồn nha pa lăng sắp bê pa ghi pa quanh tu tê ye tăng ca tăng su ghi di tăng din năng bồn nhập pa lăng ma ya ye sat ta tha na cha năng ti Đề quá gần tòa ni quê đa dùm sắp bê lô ca hi dê sách ta chi quanh ta hà ra hệ tu ca ma nụ nhân phổ cha năng sắp bê la phần tu ma ma xê sa ti phước căn con đã tạo thành võ thân khẩu ý tu hành dẻo nên nha đều là phước bao vững bền có thể tiếp chung đổ lên thiên đàng cũng trời đau lợi thỏ nhàn chúng sanh nữ tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tướng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh ai biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được dày lại đêm hồi hướng hiện nay cấp cùng chúng sanh hoan nghị lãnh chung hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thao phước bao cung dường hóa thành thực phẩm mũi hương thọ lòng y đăng vô nha ti năng hô tu sút ki ta hôn tu nha ta nhô y đăng
Hô nha ti năng hô tu su ki ta hôn tu nha ta nhô y đăng vô nha ti năng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta nhô. Do sự phước báo mà con đã trong sạch làm ngày hôm nay, con xin dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên nữ trên cõi trời tứ đại chư vương, chư thiên nữ chung quanh ngôi chùa Ngọc Đạt, chư thiên nữ chung quanh nơi trung trung Phật giáo Nam truyền, và chư thiên nữ chung quanh ngôi nhà chúng con, xin các ngài hoan hỷ tùy hỷ với phước báo này, và hãy mách bảo đến thân đàn ứng thuộc Phật nội hai bên của chúng con đã quá vãng nguyện hồng cho các vị ấy được an vui, và nguyện thân nhân quá vãng thừa hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Ý đăng quá tô buồn nhân đà năng à quá khát xa quá hà hồ tú, để xin cho sự phước báo mà con đã làm trong ngày hôm nay hãy là muốn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nghiệp ngủ ngầm. Và con cũng xin chia đồng đều đến tất cả tư đại đức tăng và tất cả Phật tử được an lành sức khỏe với cái phần phước của con làm ngày hôm nay, và riêng con kính dâng đến ngài được an lành sức khỏe. Còn thời gian con xin đạp thêm bài phước lành. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần từ nay cho đến siêu sanh niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kế sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào nhầm kỳ đập giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát bao tay nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si đập sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tam thân ái lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dạ, con thấy cũng gần tới gần hết giờ, con kính dâng mic lại đến cho ngài, để cho ngài điều hộp chương trình ngày hôm nay. Alo, 123 123, còn dư 4 phút ha. 4 phút này nói chuyện với Sĩ Tâm Phương một chút. Hôm nay thì Sĩ Tâm Phương lễ bài tam bảo, thọ trì tam quy ngũ giới, rất là ổn định ha, tự tin. Nhưng mà có một phần Sĩ Tâm Phương chú ý phần tiếng Việt á, cái chỗ quan trọng của ân đức tăng bảo, tăng là 4 đôi 8 chúng. Sĩ Tâm Phương nghe ha, 4 đôi 8 chúng, đạo quả nó không có dính liền nhau ha, chư đã đắc đạo cùng quả đó là đôi ha, chư tăng đắc nghĩa là chư tăng đắc đạo tu đà huần rồi đắc quả tu đà huần, chứ không phải vừa đạo quả liền luôn ha. Ở chỗ này thì thấy hơi lúng túng, tức là thấy có vẻ bị rối. Sĩ Tâm Phương coi lại phần tiếng Việt. Ân đức của tăng bảo, anh chỉ là 4 đôi 8 chúng, 4 đạo 4 quả và 1 niết bàn, đó là 9 pháp thánh. Thì đây nói về 8 4 đạo và 4 quả, thì cái phần đó nó rõ ràng, phần tiếng Việt rất là rõ. Nhưng mà Sĩ Tâm Phương coi như đọc gom chung lại với nhau ha, cho nên thấy ở chỗ này nó rối. Chứ còn bây giờ thì thấy tự tin, đọc Pali ha, rồi xin thọ giới rất là thuần thục, rất là tiến bộ. Chỉ chỉnh sửa lại cái phần tiếng Việt của cái chỗ mà ân đức tăng bảo thôi ha, rồi khuyết điểm có chút xíu chừng đó thôi. Rồi bây giờ thời gian còn lại chúng ta thấy cũng vừa đủ thời gian ha.
Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, tức là cái đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai này chữ khô râm chứ không phải là chữ khê hả? Hồi nãy sửa rồi, sao kỳ quá vậy nè? Alo, quý vị chờ một chút. Khô râm. Sửa rồi mà không chịu copy. Là bây giờ có nghĩa phải copy lại. Chứ bài học quý vị đưa lên thì để chữ khê râm. Rồi, thôi bây giờ học tới đâu sửa tới đó đi ha. Rồi, đây này, cái bài học đưa lên thế này nè. Đó, khô râm, đó, đúng rồi, đúng rồi. Chứ không phải là khê. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Nhưng mà trước khi đi vào bài học này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Tăng Araha Đi Cô Nạ Sang Yô Tăng Bụt Đăng Sĩ Rạ Sa Nam Ma Mi Tăng Chà Bụt Đăng Y Mê Hi Sập Ca Rê Hi A Pị Pu Chết Gia Mi Hồng Giới Phật Nhiệm Màu Ứng Cúng Chết Biến Tri Minh Hạnh Đủ Đầy Đức Ân Thiền Thệ Cao Dày Bậc Thế Nhân Giải Chỉ Bày Chân Tâm Vô Thượng Sĩ Pháp Thân Tịnh Diệu Bậc Trượng Phu Điều Ngược Độ Sanh Thiên Nhân Sư Đấng Cha Lành Phật Đà Toàn Giác Thế Tôn Trong Đời Tăng Xoa Khai Ta Đi Cô Nạc Sang Vô Tăng Thâm Măng Sĩ Rạ Sa Nam Ma Mi Tăng Chà Thâm Măng Y Mê Hi Sa Ca Rê Hi A Phi Phu Chà Gia Mi Pháp Vi Diệu Cha Lành Khéo Dạy Lìa Danh Ngôn Giác Ngộ Hiện Tiền Vượt Thời Gian Chứng Vô Biên Sát Na Đại Ngộ Hoác Nhân Liễu Tường Đạo Vô Thường Đến Rồi Thấy Rõ Hướng Thường Tâm Thoát Ngộ Vọng Trần Trí Nhân Từ Ngộ Giả Chân Diệu Thường Tịnh Lạc Pháp Ân Nhiệm Màu Tăng Sang Khai Ta Đi Cô Nạ Sang Vô Tăng Sang Khăn Sĩ Rạ Sa Nam Ma Mi Tăng Chà Sang Khăn Y Mê Hi Sắc Ca Rê Hi A Phi Phu Dạ Gia Mi Bậc Diệu Hành Thinh Văn Thức Tử Bậc Trực Hành Pháp Lưỡi Thiền Gia Bậc Như Lý Hạnh Tăng Già Bậc Chân Chánh Hạnh Giữ Tòa Thế Tôn Thành Đạo Quả Bốn Đôi Tám Chúng Đệ Tử Phật Ưng Cúng Tôn Nghiêm Cung Nghinh Niệm Thánh Chúng Vô Thượng Phước Điền Thế Gian Ra Tành Ác Tế Gia Sở Quần Đà Mi Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo thì từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng, luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Giá. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ, chúng ta lướt sơ qua tự vựng. Của cái đoạn 2 này Ma ra tí rê ca cái câu đầu ha Ma ra tí rê ca ma phi vô chi ta sắp Pá rắp tình Ma ra tí rê ca ma phi vô chi ta sắp Pá rắp tình Ma ra tí rê ca ma phi vô chi ta sắp Paratting bây giờ đọc được như vậy thì chúng ta hiểu những từ này như thế nào chữ ma ra tức là do từ ma ra ha ma ra tức là ma vương ha rồi cộng với atireka có nghĩa là vượt trội dư thừa ma vương mà vượt trội dư thừa là cái gì đây ở đây chúng ta bị rời ra cho nên thấy nó hơi rời rạc tức là a tí rê căng cộng với Abhijyotita, chỗ này nó phải dính liền nhau.
Còn nó rời thì coi như chúng ta thấy chất quốc ma ra nè cộng a tí rê a tí rê căng thì nó thành ra ma ra tí rê rồi cộng với a phi yút chi tá chỗ này nó dính liền nha. Còn nếu mà nó rời thì coi như là cái ý nghĩa khác ạ. A tí rê căng tức là dư thừa vượt trội hơn. Rồi cái chữ Aphiyuchita, Aphiyuchita do cái động từ Aphiyuchita, Aphiyuchati cứ nghĩa là chiến đấu, đập lộn á, là ma vương chiến đấu ha, chiến đấu ai, chiến đấu với Đức Bồ Tát ha, vượt trội hơn là cái gì? Sapparatin. Sapa là tất cả, Rattin là cả đêm, Sapa Rattin là suốt đêm. Cái đoạn này cho chúng ta thấy mà vương chiến đấu với Đức suốt cả một đêm. Rồi đó là Sư Nhật Quỳnh đưa dùm mấy chỗ này. Atire ca nó mất tiêu rồi. Xíu rồi. Cảm ơn chị Như Quỳnh. Nhìn lên trên này không phải chỉ cần không cần không phải có dấu mà ra thi đề ca ma phi yốt chi ta sắp paratin bỏ cái dấu đi, nếu mà có dấu thì nó phải rời ra ha. Ma ra ti rê ca ma phi yút chữ ca ma này hai từ nó dính liền nhau là tốt rồi ha. Đó là cái câu đầu đó, bỏ chữ căn này đi chữ m có dấu chấm bỏ cái dấu chấm đi tức là khi mà nối nhau á thì bỏ cái mục mục rồi đúng rồi ma ra ti re ca ma phi yo chi ta sap pa ra tin đó chính xác rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2. Ý nghĩa của câu số 2 trốn mà cũng không được ha, trốn làm chi vậy, học mà trốn học thì sao tiến bộ được. Rồi bây giờ qua sau cái câu này đưa lên không cho đưa đâu. Khổ đế, chờ chút. Đúng rồi, dư chữ N nó không cho đưa lên. Bây giờ qua câu số 2 ha. Câu số 2 Khổ râm bà nà la hoa ca mắc ca mắc thát thát giấc khăn. Câu này nó dài ha. Khô râm ba nà la hoa ca mắc ca ma thát tha yắc khăn. Khô râm ba nà la hoa ca mắc ca ma thát tha yắc khăn. Rồi nãy thì thấy chữ khê râm ha, nhưng mà chữ khô râm rồi ở đây chỉ khô râm do cái từ khô rá này, khô rá là kinh khủng hung bạo nhưng nó được kia thì đối cách cho nên khô rá biến thành khô râm ha. Khô râm rồi ba nà lá quá cắm mắt khô râm ba nà chữ khô râm bà ná, khô râm bà ná rồi cộng với á thá nữa đó là cái đầu cái đuôi có ý nghĩa là lại nữa mặt khác hay là lại càng, này là một cái chữ đệm ha, chữ bà ná rồi chữ á thá ở phía sau đó
và ở giữa là cái gì? Lá hoa cá, lá hoa cá tức là cái dạ, tên của một cái vị dạ xoa, mà dạ xoa đó tức là chữ dắt khá, dắt khăn á, vị dắt khăn á. Ê, cái dạ xoa dắt đó có tên là lá hoa cá ha. Rồi cái chữ mắt khá, mắt khăn á, chữ mắt khá đó có nghĩa là ương ngạnh, hung hãn hay là thịnh nộ hay là đầy sân si, chữ mắt khăn có từ mắt khá. Rồi chữ ách tha, ách tha có nghĩa là say sưa, hung hăng, ương ngạnh, hung hãn, có nghĩa là dạ xoa a la quá cá này bất mãn đối với Đức Bồ Tát, tỏ ra thịnh nộ, tỏ ra coi như là không vừa lòng đối với Đức Bồ Tát. Cái đoạn thứ hai này, nhưng mà để đối trị lại cái sự sân hung nộ của dạ xoa a la quá cá thì cái câu số 3: khanh tỳ su đành ta quy thi na chi ta hòa mu ni đồ, khanh tỳ su đành ta quy thi na chi ta hòa mu ni đồ. Thì ở đây chữ khanh tỳ tức là nói lên cái sự nhẫn nhục, nhẫn nại, sự nín chịu, và đây cũng là một trong mười pháp ba la mật: khanh ti pa rập mi, khanh ti upa pa rập mi, khanh ti pa rập mắt tha pa rập mi. Thì đây nhờ cái sự nhẫn nại này, khanh ti ha. Rồi su đanh ta có nghĩa là khéo điều phục, khéo thuần phục cái pháp nhẫn nại này. Rồi sao? Chí tóc qua khanh tì sinh ta quý thi na, quý thi na là bằng cách hay là nhờ cái phương pháp, phương pháp của nhẫn nại á, mà mình khéo chế ngự. Chí tóc quan tú là chiến thắng. Mu ninh đồ là cái vị ẩn sĩ, vị đại giác mà ám chỉ đó là Đức Bồ Tát ha. Đức Bồ Tát nhờ coi như tự mình chế ngự bằng cái pháp mà nhẫn nại, cho nên đã chiến thắng. Chí ta hòa đã chiến thắng dạ xoa a la quá ca ha. Rồi câu cuối cùng: tần tề cha xà phá qua tu tề cha giáp mừng ga là ni. Chữ tần tề, chữ tăng là những cái điều ấy ha. Tề cha xà là với cái uy lực, với uy lực phá qua tu là trở thành hay là hiện thực. Tê là ám chỉ về coi như đối với dạ xoa, đối với những điều phẫn nộ của dạ xoa. Rồi che giá măng gà đi, che giá là chiến thắng ha, măng gà lá là hạnh phúc, hay là hạnh phúc thù thắng, hạnh phúc thù thắng. Rồi như vậy thì cái nghĩa của bài này cho chúng ta một cái bài học rất là hay ha. Quý vị thấy cái nghĩa của cái đoạn này nói lên cái vấn đề là một con dạ xoa rất là ương ảnh, rất là nóng nảy, mà nếu mà Đức Phật không sử dụng nhẫn nại ba la mật thì sẽ bị con dạ xoa này nó sẽ giết chết Bồ Tát. Ở đây là Đức Phật chứ không phải Đức Bồ Tát nha. Cái duyên sự của cái câu Phật ngôn này rất là đặc biệt. Đức Phật cảm thán dạ xoa a la quá cá rất là can ngạnh, không lòng nhẫn nục,
khoe tài trộn đêm cùng Đức Phật. Dạ xoa rất là hung ác, cẩm giống hơn ma vương, đã bị Đức Chánh Biến Chi dùng pháp nhẫn nhục thâu phục rồi. Dùng chữ pháp dây cần, nếu mà dùng chữ phép á, thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài đâu có cho đệ tử của Ngài có những sử dụng thần thông. Cho nên ở đây đã bị Đức Chánh Biến Chi dùng pháp nhẫn nhục thâu phục rồi, chứ đừng để chữ phép ha. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh lên người. Trong cái duyên sự của cái đoạn này nói lên một cái vấn đề rất là hay, tức là ở cảnh giới nào thì cảnh nào cõi đó cũng có những cái chúng ta không nên coi thường. Ví dụ như một cội cây, một tảng đá hay là một cái hang động, chúng ta đừng nghĩ những cái chỗ đó là coi như là không có gì, nhưng mà thật sự ra trong một cái cội cây đại thọ đó là một lâu đài của một cái vị chư thiên có thần lực. Những cái cây sum xê tàn lá, chính những cái chỗ đó là những cái vị mà chư thiên có thần lực ngự trên cái cây đó, mà tạm dụng đó là cái lâu đài. Cũng như chúng ta thấy những cái tòa cao tầng ha, những cái nhà lầu, những cái biệt thự, chứng tỏ đó là những đại gia và vua quan, hoặc là những quan chức, những người cấp cao họ mới có nhà cửa rộng. Trong cái nhân giới của chúng ta thì chúng ta nhìn thấy hình thức như vậy. Nhưng bây giờ qua thảo mộc, cái cây đại thọ, cái cây mà có tàn lá sum xê, cái cây mà coi như mình nhìn thấy là coi như mình khoái. Bởi vì nó tỏa ra một cái vùng rộng mà bóng mát, thì bảo đảm đó là những cái lâu đài của các vị chư thiên. 500 vị tỳ khưu đều vô trong rừng, thấy ô sướng quá, cây cao bóng cả, bóng mát, sung sướng. Đây là nơi mà thực hành sa môn pháp tuyệt vời. Rồi mới xí những cái gốc cây đẹp cho những vị trưởng lão, hoặc là tùy theo khả năng của mình chọn những cành gốc cây rồi lo tụ tập. Nhưng mà mình đã vi phạm, tức là mình đi dùng cái tiền ăn trộm á, đi vô nhà của người ta mà không xin phép, nhà của người ta mà tới mình chiếm mà mình không xin phép, không phải đó là những thế này thôi đứa thì tới cái đó mình sẽ tốt, thì vẫn luôn gì mình mà nể mà xuống đất ở thì đâu có thích hơn. Rồi nhịn một ngày hai ngày, ai ngờ ở cả tuần rồi cả nửa tháng cũng không chịu đi, bởi vì sao đi được, đã nguyện nhập hạ rồi đâu có bỏ chỗ đó đi được đâu. Thấy gốc cây đẹp quá mà, che mưa tránh nắng sung sướng. Và thế là mấy cái vị chư thiên này tìm cách để mà đuổi. Đó là cái bài Karani chúng ta đã học. Thì đây Dạ Xoa A La Quán Cá này nó cũng có một cái cây đại thọ, mà ông vua này ông đi vào trong cái vùng bóng mát của cái cây đại thọ đó, và thế là ông ta đã xâm nhập vào cái lâu đài của Dạ Xoa A La Quán Cá. Và ông vua này coi như là bị nó bắt, đã là vua thì bây giờ bắt ta làm cái gì, bắt ăn thịt
Dạ xoa mà bắt ăn thịt, bởi vì cái quyền hành của dạ xoa này, tức là ai đi vô trong cái vùng bóng mát của cái cây đó là nó có quyền bắt và không có phạm tội. À, được được một cái vị lãnh chúa tứ đại thiên vương cho phép như vậy. Thì ông vua này bước vô bóng mát đó, tức là bước vô lâu đài của Alawaka, là anh chụp đèn anh vua này mới nói là ô, ta là quyền hành cả một cái đất nước rộng lớn, người muốn ăn thịt ta người ăn thịt ta chỉ có một lần, bây giờ người tha ta đi, ta sẽ cung cấp cho người mỗi ngày một nhân mạng, một đứa con nít. Vậy thì coi như là người có cái vật thực sự, người ăn dài dài, còn người mà ăn ta chỉ có một lần này, và những ngày sau người sẽ đói. Ôi vậy sao này nghe có lý ta. Và thế là mỗi ngày đức vua có cung cấp một đứa trẻ. Khi mà đi ra vùng biên giới, biên địa để bắt những đứa trẻ đó, thì của vua già dai lắm, không ngon. Trời ơi, đói thì gặp gì cũng ngon hết đó. Mà nghe lại vô trong cái vòng mai phục của mình rồi, thì coi như nhiều khi thịt ông vua còn ngon hơn thịt của mấy người thường dân đó. Nhưng mà khi mà đi được tha rồi, mỗi ngày cung cấp một đứa bé đi ra vùng biên giới bắt. Mỗi ngày cung cấp một đứa bắt ở vùng biên giới, dân chúng sợ quá bỏ của chạy lên người, rồi kiếm bắt ở vùng biên giới không có, thì vô quận huyện trong châu thành, rồi vô trong cung lùng sục để bắt mỗi ngày một đứa vậy cung cấp cho dạ xoa a la quá cá. Rồi khi mà coi như là người ta có con nít rồi, tao bồng người ta chạy trốn hết à, bây giờ làm sao? Bắt hoàng tử con của đức vua đem vô cống nạp. Nhưng mà cái vị hoàng tử đó còn con nít á, nhỏ, thì khi mà cống nạp như vậy thì cái duyên lành đức Phật ngài lại xuất hiện. Và ngài xuất hiện ở tại cái lâu đài của dạ xoa a la quá cá này, thì chính cái lúc dạ xoa đi họp, không biết đi họp quốc hội ở đâu đó, đi vắng không có ở nhà, mà đức Phật ngài vào trong cái lâu đài của dạ xoa, rồi ngài lên chỗ cái ngai của dạ xoa nó ngồi, ngài an tọa đó. Rồi các dạ xoa coi như là hội chúng của dạ xoa nó mới vào đảnh lễ đức Phật và nghe đức Phật thuyết giảng về giáo pháp. Khi mà đang thuyết giảng về giáo pháp như vậy thì dạ xoa a la quá cá đi về, về thấy có một con người vô chiếm cái chỗ ngồi của nó, mà dạ xoa này là nó đầy sân hận. Cho nên thấy bực lắm rồi, ở đâu mà chạy vô đây mà chiếm cái ngai vàng của mình, chiếm cái lâu đài của mình, rồi binh lính tùy tùng của mình là hầu hạ, có vẻ như là ngán lắm, sợ lắm. Như vậy là dạ xoa phẫn nộ, mới bảo này em Sa Môn, ông hãy đi ra ngoài. Đức Phật biết rằng cái dạ xoa a la quá cá này rất là hung bạo, rất là ngang ngược, rất là nóng giận. Thôi bây giờ mình sẽ làm dịu cái sự nóng giận của nó đi. Cho nên khi mà dạ xoa nó đem Sa Môn, ông đi ra ngoài, đuổi mà. Đức Phật cũng bước xuống đi ra ngoài. Khi đi vừa đi ra khỏi cái cửa thì dạ xoa nó, ủa cái ông này cũng dễ dàng quá, mình biểu đi ra cái ông đi ra liền, thôi để coi ông sao. Đừng kêu Sa Môn, ông mà đi vô,
à, cái Đức Phật cũng đi vô, à, thấy Đức Phật à, dị dưỡng không, à, nói sao làm vậy à, rồi đi vô, lần thứ nhất, cái dạ sao nó, ủa, nay cũng hiền lành, dễ dạy, thôi bây giờ đủ lần nữa coi, này, ông Sa Môn đi ra ngoài, lần thứ hai Đức Phật cũng đi ra, rồi đi ra ngoài dạ sao kêu giật lại, này ông Sa Môn đi vô, à vậy Đức Phật cũng đi vô, nhưng mà tới lần thứ ba, nó nói ông này như vậy là dễ rồi, không có gì, có gì phải sợ hết, bởi vì nói gì nghe nấy mà. Rồi lần thứ ba nó nói này ông Sa Môn, ông đi ra ngoài, Đức Phật nói ta không đi nữa, à, và khi đó cái tâm của dạ xoa đã dịu, và Đức Phật nói là không đi nữa, lý do tại sao không đi nữa, mệt rồi, không phải đâu, Phật sao mệt, à, ngài đấu bằng trí mà mệt cái gì, à, và khi mà coi như là nói ta không đi nữa, thì khi đó cái vũ khí của dạ xoa là một cái khăn, hả? Một cái khăn đội đầu, à, quấn đầu, mà cái khăn đó mà coi như thảy ra một cái là hạn hán 12 năm, à, một cái núi đá, à, to, nhưng mà khi cái khăn này mà quăng trúng cái núi đá đó thì nó tan vỡ ra thành ra bụi, à, tức là cái oai lực của cái khăn đó là một cái vũ khí rất là quan trọng. Thì dạ xoa nó mới dùng cái vũ khí đó, à, bây giờ không sử dụng bằng cái vấn đề mà mềm dịu nữa, mà cương cứng với nhau bằng khí giới, à. Nhưng mà khi mà cái khăn nó dục vào tới Đức Phật thì nó rơi xuống giống như một cái miếng vải trù chân vậy, à. Ồ, dạ xoa này coi như là tìm đủ cách để mà chiến đấu với Đức Phật suốt cả một đêm, nhưng mà với cái vấn đề vũ khí không chiến thắng được, thì mới nhớ lại những cái câu nói, à, những cái câu mà vấn đáp đối với chư Phật quá khứ, à, dạ xoa này mới đem ra để thử coi ông này có phải Phật không, mà coi thì ông này coi như có một cái uy lực như vậy, nhưng mà có biết giải thích những cái câu này hay không. Và dạ xoa đã đem những cái câu hỏi một của chư Phật quá khứ đem ra hỏi Đức Phật hiện tại của chúng ta, và Đức Phật Gautama đã giải thích một cách rất là cặn kẽ rõ ràng. Đức Phật đã cứu hoàng tử ha, rồi đã cảm hóa dạ xoa a la qua cá, à, bị thua rạc cáo hả, vậy thua tâm phục khẩu phục, rồi để ý là như vậy. À, bây giờ chúng ta học ha, à, cái phần Bali đâu mất tiêu rồi, chạy đâu mất tiêu rồi, chờ chút đi, rồi cái này hôm nay chúng ta học cái đoạn 2. Rồi bây giờ chúng ta đưa bài lên, chúng ta bắt đầu ha. Nãy giờ nói hơi nhiều. Ma ra ti re kama phi yut chita sapparat ting. Ma ra ti re kama phi yut chita sapparat ting. Ma ra ti re kama phi yut chita sapparat ting. Câu số 2. Khô râm bà nà la hoa ca mắc ca ma thát thá giác khăn. Khô râm bà nà la hoa ca mắc ca ma thát thá giác khăn. Khô râm bà nà la hoa ca mắc ca ma thát thá giác khăn. Rồi ôn lại hai câu này.
ma ra ti re ka ma phi yo chi ta sa pa ra tinh go ram ba na la wa ka ma ka ma tha tha yak khang ma ra ti re ka ma phi yo chi ta sa pa ra tinh go ram ba na la wa ka ma ka ma tha tha yak khang ma ra ti re ka ma phi yo ta sa pa ra tinh go ram ba na Lá-wa-ka-ma-ka-ma-tha-tha-yak-khang Câu 3, câu 4 Khanh tì su đành ta quy thi na chi ta wa mu nin đô Khanh tì su đành ta quy thi na chi ta wa mu nin đô Khanh tì su đành ta quy thi na chi ta wa mu nin đô tần tề cha sa phô hoa tu tề cha ya măng ca la ni tần tề cha sa phô hoa tu tề cha ya măng ca la ni tần tề cha sa phô hoa tu tề cha ya măng ca la ni rồi ông cậu bà cậu ông tần tề su đàn ta quy thi na chi ta hòa mu nin đồ tần tề cha sa phô hoa tu tề cha ya măng ca la ni Khanh tì su đành ta quy thi na chi ta hòa mu nin đồ tần tề cha sa phô hoa tu tề cha ya măng ca la ni Khanh tì su đành ta quy thi na chi ta hòa mu nin đồ tần tề cha sa phô hoa tu tề cha ya măng ca la ni Rồi ông lại ha ma ra ti re ka ma phi yo chi ta sa pa ra tinh khu ram ba na la wa ka ma ka ma tha tha yak khang kan ti su đan ta hu ti na chi ta wa mu nin bo tan te cha sa phu wa tu te cha ya mang ka la ni vậy thì chúng ta đọc hai câu một lần ha còn quý vị yếu thì đọc từng câu một cũng được ma ra ti re ka ma phi yun ki ta sa pa ra tinh ku ram ba na la wa ka ma ka ma tha tha yak khang khan ti su đàn ta quy thi na chi ta wa mu nin đồ tan tề cha sa pho wa tu tề cha ya măng ca la ni quý vị đọc theo dòng kinh thì có thể dừng lại nơi truyền âm bất cứ chỗ nào cuối câu số 2 cũng là trường âm, cuối câu thứ nhất cũng là trường âm, cuối câu số 3 cũng là trường âm, chỉ có câu số 4 là đoạn âm mà thôi. Rồi, đây là gatha kệ, cho nên trong cái giọng kệ này, quý vị cứ áp dụng từng câu một đây. Ma ra ti re ka ma phi yun ki ta sa ba ran ting ko ram ba na la wa ka ma ka ma tha tha yak khang san ti su dan na chi ta wa mu nin do tần tế cha sa pho hoa tu tề cha ya măng ga la ni ví dụ quý vị cứ từng câu một hay chia làm hai ma ra ti re ca ma phi yun chi ta sa ba ran tinh khổ rắm ba na la wa ca mật ca ma tha tha yak khang Kanh tì su đanh ta quy thi na chi ta hòa mu nin đô tần tề cha sa pho hoa tu tề cha ya măng ca la ni đọc lại ha ma ra ti re ka ma phi yun chi ta sa ba ran tinh Vô râm bà na la wa ca mật ca ma tha tha yak khang khanh tì su đan ta vi thi na chi ta wa mu nin đô
tần tế cha sa pha hoa tu tề cha gia măng ga la ni. À, quý vị cứ đọc tự nhiên ha, đừng có lên giọng xuống giọng làm gì, cái âm giọng của mình là bao nhiêu hơi sức thì cứ đọc bấy nhiêu thôi ha. Rồi, thấy xí mê ta đưa tay sao mà bây giờ nhường cho xí kim ha. Rồi, xa thủ. Rồi, xí mê ta đứng hàng hai. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị trong đạo tràng. Trước hết con xin cảm ơn sư đã bỏ nhiều thời giờ và công sức đọc cái bài này, dạy cho chúng con đọc cái bài này, cũng như kể chuyện dạy cho dạ so này, cũng vui lắm. Trời ơi, đấu với ai, đấu với Phật thì cái nước thua toàn tập thôi đó sư. Bị dụ mà không biết dụ, trời tưởng ông sư này dễ dạy, trời ơi làm chết đó. À, con tính nhường cho cô Mít Trà rồi mà cổ cứ không chịu lên, con đâu biết đâu. Coi con đọc luôn cho rồi, đọc trước đọc sau cũng vậy thôi. Kệ là không sao sư ha, cái câu này dài thòn ha, mấy chục chữ thòn thòn dài luôn, kệ sao cũng được sư ha, không la ha. Tức là kệ hai câu đầu rồi ngừng, rồi kệ hai câu trước phải không sư? Theo sư giám vị đó phải không sư? Không cho vậy đi uống nước rồi đó. Thôi con xin cảm ơn thì con đọc lại đi. Không có phân tích trường âm, tổng âm gì gáo trội á. Đọc rồi chọc đụng kinh rồi dòng kệ. Xong chuyện. Con xin đọc đoạn 2 của Kinh Phật Lực Puttha Yamagangala Gatha. Mara tire kamabichuk tita sabbaraktin gorampana lawakamakamathaptayakkan khăn tì su đằng tâu chi nà chi tâu hòa mu nình đồ tần tề cha xà pa qua tu tề cha cam mặn cha là ni. Quý vị nghe âm thanh rõ không, có đứt giọng không, có nghe nhỏ không, nghe bình thường ha. Đọc lệnh lần nữa. Mara ti re kama pi chuk ti ta sap ba rắc tin go ram pha na la wa kam mak kam thap tha yak khăn khăn tì su đằng tâu chi nà chi tâu mu nình đồ tận tề cha xà ba qua tu tề gia ca mặn ca là ni. Ma ra ti rê kha ma thi dục chi ta sắp ba rắc tình gồ rằm pha nà la wa kha mắc kha ba thập kha giác khăn gồ rằm pha nà la wa kha mắc kha mắc tha giác khăn. Ủa, câu này dài hơn. Gồ rằm, con đọc lại. Gồ rằm pha nà la wa kha mắc kha ma thấp thay dắt khăn khăn tì su đằng ta quy thi nà chi ta hòa mu nình đồ tận tề cha xà ba qua tu tề cha cam mặn ca là ni. Bây giờ ca kể. Mà ra tì lê ca ma biết chung chi ta sắp bắt rắc tình gồ rằm pha na la wa kha mắc thăng thay giác khăn khăn tì su đăng ta quy chi chi ta hòa mu nên đồ tăng tê cha sa ba qua tu tê cha ca măng ca la ni. Mà ra tê ca ma bi chúc chi ta sắp bắt răng tình gồ rằm pha na la wa kha mắc thăng thay giác khăn khăn tì su đăng ta wa chi na chi ta hòa mu nên đồ tăng tề cha sa ba qua tu tề gia ca măng gia la ni. Thôi hết rồi thôi, còn không biết cái tại con copy trong cuốn sách kinh á, nó không viết rời giống như sư, nó dài thòn luôn rồi mắt con nó nhảy tới luôn, nó công sức nó còn nó không biết đúng không, để con đọc dụng kinh lặn lần nữa đúng không, nó ánh sáng tối rồi con mệt rồi. Thôi con có hư sư sửa cho con đi. Con xin cảm ơn sư và các đạo tràng chở cho con bông qua vỗ tay vỗ chân gì đó. Con xin mời cô Mít Trà kế tiếp. À, con xin trả máy. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức, quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc đoạn 2 của bài Kinh Tam Phật Lực.
ma ra ti re ka ma phi yot chi ta sap ba ra tin kho ram ba na la wa ka ma ka ma ta ta yak khang khan ti su đàn ta vi ti na chi ta wa mu nin đô tăng tê cha sa pha wa tu tê cha ya mang ga la ni ma ra ti re ka ma phi yot chi ta sap ba ra tình khổ rầm ba na la wa ca ma ca ma tha tha yak khang khẩn tỳ su đàn ta vi thi na chi ta wa mu nin đô tăng tề cha sa pha wa tu tề cha ya mang ga la ni ma ra ti re ca ma phi yut chi ta sap ba rat tình Hồ râm ba na la wa ca mạc Kha ma thát tha yak khăn Khăn ti su đan ta vi thi na Chi ta wa mu ninh đồ Tăng tê cha sa pha wa tu tê Cha ya măng ga la ni. Dạ, con đã đọc xong, kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con nhượng mic cho người kế tiếp. Dạ, con kính bệnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính bệnh lễ sư Trí Đức, kính lễ của sư Pháp Trang và quý chư Tăng, kính lễ quý cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc kinh ạ. Ma ra ti re ka ma phi yut chi ta sap ba ra tình kho ram pa na la wa ka mak kha ma tha ta yak khan Kham ti su đàn ta vi thi na chi ta wa mu nin đô tăng tê cha sa pha wa tu tê cha ya mang ga la ni Ma ra ti re ka ma phi yut chi ta sap ba ra tình kho ram pa na la wa ka mak kha ma tha ta yak khan Khan ti su đàn ta vi thi na chi ta wa mu nin đô tăng tê cha sa pha wa tu tê cha ya mang ga la ni. Để xong xin đọc kệ. Ma ra pi re ka ma phi yun chi ta sap ba ra tình Kho ram ta na la wa ka mang ka ma tha tha yak khang Khan ti su đàn ta vi thi na chi ta wa mu nin đô tăng tê cha sa pha wa tu tê cha ya mang ga la ni ma ra ti re ka ma yun chi ta sa ba ra tình kho ram ta na la wa ka ma tha ma tha tha ya khang Khan ti su đàn ta vi thi na chi ta wa mu nin đô tăng tê cha sa pha wa tu tê cha ya mang ga la ni. Dạ, con đã đọc và kể xong. Dạ, con xin cảm ơn chính tri ân sư Trí Đức, cảm ơn toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin xuống mic ạ. Xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Ma ra ti re ka ma phi chu chi ta sap ba ra tình khổ ram ba na la wa ka ma kha ma tha tha yak khang Khan ti su đàn ta vi thi na chi ta wa mu nin đô tăng tê cha sa pha wa tu tê cha ya mang ga la ni Ma ra ti re ka ma phi chu chi ta sa pa ra tình kho ram ba na la wa ka ma kha ma tha tha yak khang Đàn ta quy thi na chi ta hòa mu nin đô tăng tê cha sa pha hòa tu tê cha ya mang ga la ni. Con xin kể ạ.
Ma ra ti re ka ma phi chu chi ta sap ba ra ting kho ram ba na la wa ka mak kha ma that tha yak khang khan ti su dan ta vi thi na chi ta wa mu nin do tang te cha sa pha quan tu te cha ya mang ga la ni Ma ra ti re ka ma phi chu chi ta sa ba tin kho ram ba wa ka ma kha ma tha tha yak khang khan ti su dan ta vi thi na chi ta wa mu nin do tang te cha sa pha quan tu te cha ya mang ga la ni Dạ, con đã đọc và kệ xong. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con kính tri ân sư. Thân mời thiện vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và kệ đoạn 2 của bài Phật Lực. Ma ra ti re ka ma phi chut chi ta sat ba rat ting kho ram pa na la wa ka mak kha ma that tha yak khang khan ti su dang ta vi thi na chi ta wa mu nin do Ram pa na la wa ka mak kha ma that tha yak khang khan ti su dan ta vi thi na chi ta wa mu nin do tang te cha sa pha wa tu te cha ya mang ka la ni ma ra ti re ka ma phi chu chi ta sa ba ra ting ho ram pa na la wa ka mak Kha-ma-tha-tha-yang-khang Khan-ti-su-dan-ta-vi-thi-na-chi-ta-wa-mu-nin-do Tăng-te-cha-sa-pha-wan-thu-te-cha-ya-mang-ga-la-ni Dạ, con đã đọc xong. Alo, 123, 123, sao im ru vậy nè? Rồi, như vậy là đọc như là xong phải không? À, đọc xong tôi nghỉ. Bây giờ chúng tôi cũng xin phép quý vị, có công chuyện phải đi rồi. Rồi, giao quý vị sinh hoạt tùy duyên ha, với cái câu đoạn 2 này. Quý vị có thể thảo luận và nghiên cứu lại tám Phật lực do ngài Thông Kham mà dịch ra, rồi ngài Hòa thượng Hộ Pháp ở Quyên Không cũng dịch cái bài này rất là hay, thì quý vị có thể nghiên cứu để rồi chúng ta thảo luận. Khi mà chúng ta học thì chúng ta đã biết được cái duyên sự Đức Phật
do của Ngài. Ngài đã cảm thán được Ma Vương thế nào, cảm thán Dạ Xoa A La Quá Cá như thế nào, để niềm tin của chúng ta hướng về Bậc Đầu Sư một cách trọn vẹn ha. Không có chút cũng phải lên đường thôi, có công chuyện phải đi. Có nghĩ ha. Rồi bây giờ dừng lại cho Sĩ Nhật Quỳnh làm nghe là coi như chú trì. Sĩ Nhật Quỳnh coi như sẽ đóng rung luôn. Nếu mà quý vị mà đọc hay á, thì coi như Sĩ Nhật Quỳnh coi như để quý vị sinh hoạt một cách thoải mái. Còn quý vị mà đọc dở quá, Sĩ Nhật Quỳnh coi nó ơi dẹp đóng rung. Này là quyền của Sĩ Nhật Quỳnh ha. Rồi bây giờ bán cái xong rồi, bây giờ xin phép quý vị chúng tôi chuẩn bị lên đường. Dạ, sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi chỉ cách đọc và giảng dạy câu số 2 của 8 Phật lực. Dạ, cảm ơn Thiện Hữu cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sẵn Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tăng Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Cảm ơn Quang Thanh. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh lặng hơi sâu rồi quý vị. Nghe em ru Nhật Quỳnh chạy tới, thành ra Nhật Quỳnh không có biết vị nào đã trả bài hoặc chưa trả bài. Dạ, giờ vị nào chưa có ôm đoạn 2 thì xin kính mời. Dạ, sa thú, mời hành kiểm ngàn. Dạ, Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, con kính đảnh lễ ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc đoạn 2 bài kệ Phật cảm thán. Ma ra ti đề ca ma phi chút chi ta sáp ba đáp tình khổ rằm bát na la wa ca mắt kha ma tha tha yak khăn khăn ti khăn ti su đàn ta quy thi mà khi ta hòa mu nin đồ tăng tề cha sa hoa hoa tu tề cha ya mang ga la ni. Nhớ con xin đọc lại. Ma ra ti đề ca ma phi rút chi ta sắp bát rát tình dự khổ trầm bát na la wa ca mắc kha mắc thắt tha yak khăn khăn tì su đàn ta quy thi na chi ta hòa mu nin đồ tặng tề cha xà pha hoa tu tề cha ya mang ga la ni. Dạ, con xin kể. Ma ra ti đề ca ma phi rút chi ta sam pha rát tình khổ râm ba na la wa ca mắc ca ma tha tha yak khăn khăn ti su đan ta quy thi ma chi ta khăn ti su đan ta quy thi na chi ta wa mô ni đô tăng tê cha sa wa wa tu tê cha ya măng ga la ni. Ma ra ti đề ca ma phi rút chi ta sam pha wa. Dạ, con kể lại. Ma ra ti đề ca ma phi rút chi ta sam pha đáp tình khổ râm ba na la wa ca mắc ca ma thát tha yak khăn khăn tu đan ta vi thi na chi ta wa mu nin đô tăng tê cha sa wa wa tu tê cha ya mang ga la ni. Sáng không có hơi. Dạ, cần đọc xong có chỗ nào sai con xin quý sư quý cô và quý đạo tràng sửa giúp. Dạ, con xin dâng mít lại cho đạo tràng.
Dạ, xà thú, kính cảm ơn sư thành kiểm. Nam mô Bích Tha giá, dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn thiền vụ, cảm ơn hôm mai cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, kính chào chị Hai Thi, dạ chị Hải hả? Dạ, chị có đọc bài chưa, chị có ôn bài chưa vậy chị? Nếu chị chưa ôn bài, Như Quỳnh kính mời bàn tay Quang Thanh, Thi Na. Dạ, quý vị này ôn bài chưa, vị nào chưa ôn bài thì đưa bàn tay lên Như Quỳnh phát ca cho quý vị đọc ạ. Alo, alo, Tina ơi, có ôn bài được không Tina? Văn Thanh có ôn bài được không? Văn Thanh ôn bài được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Dạ, đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Sao không thấy Tina? À, chờ Văn Thanh một chút ha. À, Tina có ôn bài được không Tina? Dạ cảm ơn thiền vũ. Tina ôn bài được không? Nhật Quỳnh bốt bài nha. Rồi mời Tina. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài chính thức, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc đoạn 2. Marati re kama fi yun chita samparantin ko rampana lawa kaman kaman than thayak khang kanti sudanta vithina chita wa munindo tang te cha sa phavatu te jaya mangalani. Marati re kama fi yun chita samparantin ko rampana lawa kamak kamat thathak yakhang khanti sudanta vithina chita wa munindo tang te cha sa phavatu te jaya mangalani. Con xin phép kể. Marati re kaman vi yun chita samban rat tin. Ôi dạ, con xin phép kể lại. Marati re kaman vi yun chita samban rat tin ko rang pana lawa khan ban tha than tha yang. Ôi con xin phép, con kể bài này không được. Dạ con xin phép đọc lại một lần nữa. Marati re kaman fi yun chita samparantin ko rampana lawa kaman thad man thad thad yakhang khanti sudanta vithina chita wa munindo tang te cha sa pavatu te jaya mangalani. Dạ thưa con đã đọc xong, con xin phép con kể được bài này. Con kính tri ân ngài và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Dạ thưa đọc phần tiếng Việt. Đức Phật đã cảm thắng được già so a la quá cá rất can ngạnh, không lòng nhẫn nhục, khoe tài trọn đêm cùng Đức Phật. Già so rất hung ác, cảm dẫn hơn ma vương, đã bị Đức Chánh Biến Tri dùng phép nhẫn nhục thâu phục rồi. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính mời vị. Dạ, xa thủ kính cảm ơn. Dạ, chị Tina. Làm mệt quá, cậy không được phải không? Chị không có khó đâu. Dạ, chắc là có lẽ là mệt quá, gặp Nhật Quỳnh kêu thúc hối lên, chưa kịp chú tâm, cười không được thôi. Chứ bài này cũng không có khó đâu, chị Na ơi. Dạ, cảm ơn thiền vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa, con thành kính đến lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, bây giờ Quang Thanh xong chưa? Xong việc chưa? Alo. Rồi, mời Quang Thanh nha.
Và con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Và con kính đảnh lễ Quý Sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ Quý Bà Quý Nữ. Con xin đọc bài Phạm 2. Na ti kê ca phi chít ta sáp ba rát tình khô ram ba na la quam la quát khăn kha mát thầy giác khăn khăn ti su đà su đàn ti quy thi na chít ta qua mu nin đô tăn tăn tê cha sa pha qua tu tê cha ra măng gan ga la ni ma ra ti re ka ka ma phi tuk chi ta sa ba ra tình o ram ba na la la qua ka ma khang ka ma khăn kha mát thầy già giác khăn khăn tì su đàn tì quýt tì thi nà chít ta hòa mu nìn đồ tàn tề cha xà pha hoàn tu tề cha ra măng ga la ni. Con thử kệ xem nào. Marati re kama firung chita sambarating urambana la wakamang kamatat dahtai rangkang khanti sudan dakwitina jiwa munin tăng tê sa đô. Chữ này hình như bị sai cô Nhật Quỳnh ơi, chữ này là tằn hay là tăng đây ạ? Tăng ạ? Con xin lỗi, con đọc sai chữ này rồi. Tăng tê cha sa và quan tu tê cha ra mong ga la ni. Con xin kể lại. Marati re ka ma phi rút chít ta sắp ba rát tình Urabana la wakamak kamata thay giác khăn khăn tí su đan ta quy thi na chi toa môn ni đô tăng tê cha sa pha hoa tu tê cha ra măng ga la ni. Con đã đọc xong và kệ xong có sai, mong ngài và đạo tràng sửa cho con. Con xin xuống mic ạ. Con xin qua phần tiếng Việt ạ. Đức Phật đã cảm thắng được dạ xoa a la quá cá rất canh ngạnh, không lòng nhẫn nhục khoe tài chọn đêm cùng Đức Phật. Dạ xoa rất hung ác, cảm giọng hơn ma vương, đã bị Đức Chánh biến chi phép nhẫn nhục thâu phục rồi. Nhờ Phật lực này xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Con đã đọc xong, con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài. Con xin kính mời vị ký tiếp.
con đọc sai rất nhiều, xin sám hối. Sa thú, kính cảm ơn Quang Thanh rất là nhiều. Đừng lo, học trò học sai chuyện bình thường. Sợ mình không dám cầm mic lên đọc thì không bao giờ mình biết sai đâu. Dạ, để mình cầm mic lên đọc thì mình sẽ biết sai. Hoặc là mình được ngài sửa thì mình mới biết sai và mình sửa. Chứ mình không cầm mic lên thì không bao giờ. Nên đừng có lo. Dạ, sa thú bằng tay của Tâm Hương. Mời Tâm Hương nha. Tâm Hương ơi, Tâm Hương kể là tuyệt vời rồi. Không ai bằng Tâm Hương rồi. Nhưng mà Tâm Hương kể xong rồi, nhớ nha, nhớ rằng là Nhật Quỳnh post câu tiếng Việt nha. Nhật Quỳnh không có đón được lúc nào quý vị xuống, nên Nhật Quỳnh post tiếng Việt ca trễ, nên thông cảm cho Nhật Quỳnh nha. Rồi, mời Tâm Hương. Cảm ơn Nhật Quỳnh. Cái bài kệ này rất là khó, mà Trừ cũng đang không biết để đọc có đúng hay không đây nè. Trừ để Tâm Phương đọc à. Ma ra ti re kham ma pi yu ti ta sap ba ra tình go ra pa na ra pa ka mat ka mat tha dat tha kham khan ti su tang ta di vit na chi ta wa munindo tang te cha ya phat qua tu te cha ya ma măng ga li ga ga la ni ga la ni. Wow, khó quá. Ma ra tin de kham ma pi pun ti cha sap pa ran tin go ram ba ra ka li ma ka tha di ra kham kang ti su dang ta di ti na chi ya i min di đô tăng tê cha gia và quan tu gia măng ga la ni ma ra ti tê kham ba du tha sap ba tin o ram ba na la ca pa kham ba tha vi di yat khang khang ti su đăng ta di di ta wa min nin đô tăng tê ya sa pa wa tu tê ya cha amma ga la ni. Ôi cha, Đức Phật cảm thán được già soa a la gá cá rất gan nghịnh, không lòng nhẫn nhục, khoe tài trộn đêm cùng Đức Phật. Già soa rất là hung ác, cảm giọng hơn ma vương, đã bị Đức Chánh Biến Tri dùng phép nhẫn nhục phục rồi. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Thì coi như là Tâm Phương đã đọc xong rồi à, chắc phải đọc lại lần kệ nữa, chắc chưa thông lắm. Ma ra ti kê kha ma pi chun ti ta sap ba rat tinh ra pa na la ka mat kha ma tha yat khan khan ti su đăng ta di tu na yit ta wa mun nin do tăng te ya sa pa wan tu te ya sa a ma ga la ga la ni. Chỗ cái bài rất là khó đọc, chắc là phải học lại lần nữa ở nhà. Mình xin và con kính lĩnh lễ Đại Đức Nga Tuệ Đức, và con kính thỉnh Đại Đức hướng dẫn giùm cho mấy đứa con đọc lại cái bài này, họ đọc khó quá. Dạ, con xin nhường mic lại cho Đại Đức ạ. Dạ, thấy Kim Nhung cầm mít mừng quá. Ai với Kim Nhung chào đạo tràng để rời rung. Dạ, ngài đi rồi, dạ, học trò.
chạy đi theo luôn rồi. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá, dạ con thành kính đảnh lễ đại đức đại đức vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ Minh Tấn nè, Nhật Quỳnh thấy có cái đức Minh Tấn nè, Minh Tấn đã ôn bài chưa? Alo, Minh Tấn ôn bài chưa Minh Tấn? Dạ còn vị nào chưa ôn bài thì xin đưa bàn tay lên. Dạ kính chào ta bà hai giờ vào đạo tràng. Dạ còn vị nào chưa ôn bài thì xin đưa bàn tay lên. Nhật Quỳnh lên nè. Nhật Quỳnh bao chót. À, dạ, Tổng Phương đừng có lo. Nhật Quỳnh bao chót, ngay còn giờ là Nhật Quỳnh sẽ đọc. Rồi kệ mà quý vị mà chia sẻ, quý vị mà đọc hết rồi thì Nhật Quỳnh trốn. Nghe chuyện nhỏ, dạ, không có chuyện gì hết. Thanh Thủy đọc chưa Thanh Thủy ơi? Hay là để đích nay đi ngủ mất tiêu rồi Thanh Thủy ơi? Nãy giờ quý vị có thấy Thanh Thủy ra bài không quý vị? Hồng Mai còn trước máy không Hồng Mai ơi? Thanh Thủy chưa trả bài. Vậy là Giang Nhật Hà cũng chưa trả bài luôn phải không? Phải không Giang Nhật Hà? Giang Nhật Hà cũng chưa trả bài luôn phải không? Rồi khỏi cười và hết đưa bàn tay lên. Nhưng quên nhường mít nè. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, sư tuệ đức, quý sư quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài đoạn thứ hai ngày hôm nay ạ. Maratire kamafi yuchita sapharat ting kho rampana lavakamakamathak thayakang khan ti su dan ta vi thi na chi ta wa mu nin do tang te cha sa pha wa tu te cha ya mang ga la ni ma ra ti re ka ma phi yu chi ta sa pa ra ting kho ram ba na la wa ka ma kha ma thak cha ya kang khan ti su dan ta vi thi na chi ta wa mu nin do tang te cha sa pha wa tu te cha ya mang ga la ni marati re kama fi yun chi ta sam pa ran ting kho ram pa na la wa ka mak kha ma thang cha ya khang khanti sudan tawita citawa munindo tangte casaha fawantute caja manggalani maratire kamafiyun cita sambaranting horambanahala wakamang kamatang tayangkang khanti sudan tawitina cita wa munindo tangte ca saha fawantute ca jamanggalani. Đức Phật đã cảm thán được dạ xoa Alawaka rất can ngạnh, không lòng nhẫn nhục, khoe tài trọn đêm cùng Đức Phật. Dạ xoa rất hung ác, cảm giọng hơn ma vương, đã bị Đức Chánh Biến Tri dùng phép nhẫn nhục thâu phục rồi. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh người. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con có sai nhờ sư, quý sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ.
Dạ, xa thủ, con thấy ngón tay của sư rồi, con kính chân bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang diễn trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Dạ, chỉ đoạn 2 thôi phải không bà thân? Hay là đọc cả bài? Dạ, dạ. Nếu mà tử mình là tùng á, thì mình sửa lại cái chữ phó quát tú tê thành phó quát mê ha. À, cho mình ha. Chỉ sửa lại thôi cái câu cuối á, phó quát tú tê là cho người, còn phó quát tú mê là cho mình ha. Maratire kamaphiyut chitasapparatengoko rambana lavakama thamathathayakhang khanti sudang tawithina chitawa munindo tante chasa phavatume chayamangala ni. Dạ, có kệ hả bà thân? Đúng không? Dạ. Dạ, sư tùng trước ạ. Bài này sư chưa kệ bao giờ, cho nên là chắc hơi khó nghe. Maratire kamaphiyu chitaparatin khorambana lavakama thamathathayakhang khanti sudang tawithina chitawa munindo tang te chasa phavatute chayamangalani. Sự chưa biết tổng cái sao. Marati re kamiyo chita saparating korambana lawakama tamatatayakhang kanti sudang tawitina chita wamunindo tangte jasa fawatu tejaya manggalani. Marati re kamafiyo chita saparating ting korambana lawakama tamathathayakhang anti sudang tawitina citawa munindo tangte jasa fawatute jayamangalani. Maratire kamaviyo citasaparating korambana lawakama tamathathayakhang kanti sudang tawitina citawa munindo tangte jasa fawatute jayamangalani. Dạ, xin mời quý vị chào đạo tràng ạ. Tiếng Việt mà. Dạ. Dạ so A la quốc cá hung bạo hơn ma vương, kiêu căng và tự phụ, suốt đêm trổ thần lực quyết chiến cùng Thế Tôn. Phật cảm thắng dạ so bằng uy đức nhẫn nại, do Phật lực vô biên tụ thành muôn phúc lạc. Dạ, cái bản dịch sư mới đọc là của nhà Thích Minh Châu, của thơ
những ngôn mà Đức Phật đã cảm thắng được Dạ So A La Quá Chá rất can ngạnh, không lòng nhẫn nhục, khoe tài trọn đêm cùng Đức Phật. Dạ So rất hung ác, cảm giọng hơn Ma Vương, đã bị Đức Chánh Biến Tri dùng phép nhẫn thâu phục rồi. Do nhờ Phật lực này, xin cho hạnh phúc phát sanh đến người. Dạ. Tôi xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, kính mời người tiếp theo ạ. Dạ, sa thủ. Mà chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tây Đức. Dạ, sư vừa vào đạo tràng thì bị chúng con níu y rồi. Nhà sư nói là sư chưa từng kể, tưởng đâu là làm khó được sư, nhưng mà không sao, phải không quý vị? Sư vẫn kể được mà. Dạ, sư nói thì chưa từng kể. Dạ, mến chào xích niệm từ. Dạ, con kính bạch đại đức Pháp Trang. Lúc nãy thì chắc có sư trong room, có lẽ là sư đã nghe rồi. Còn đại đức Tị Đức thì mới vào sau. Dạ, con kính bạch quý ngài. Dạ, kính thưa đạo tràng. Dạ, hôm nay ngài Chí Đức có việc phải đi xa nên ngài đã rời room rồi. Dạ, ngài giao cho đạo tràng tự do sinh hoạt tùy theo nếu quý sư có hoan hỷ có thể chia sẻ thêm, hoặc là nếu Phật tử có hoan hỷ thì mình có thể ôn từ câu 1, câu 2, tại câu 1 đã học rồi và câu 2 thì mới học. À, nếu trong đạo tràng có yêu cầu thì Nhục Quỳnh cũng sẽ quét câu 1 và câu 2 để quý vị ôn. Và bạch Đại Đức Tự Đức, do cái bài này đó ngài Trí Đức hồi nãy cũng đã sửa rồi bạch sư. Dạ, ngài Trí Đức sửa rồi, coi như cái trong cái cuốn mà nhật tụng của ngài Hổ Tâm thì nó có một phần khác một chút. Dạ, nó cũng chữ đó thôi nhưng mà dính lại hoặc rời ra một chút, với lại chữ gô đó bà sư, thì lúc ở trong cái link của cuốn nhật tụng thì là chữ ghê và ngài đã sửa rồi. Dạ, đã sửa rồi, thành ra ngài hướng dẫn như vậy đó bà sư. Dạ, còn con không biết đại đức Pháp Trang có trước máy không, mà lúc nãy con cũng lặng hơi sâu. Dạ, xa thú, con thấy bàn tay của đại đức Pháp Trang rồi, con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Xin kính chào đại đức và xin thân chào toàn thể quý tu nữ và chư Phật tử. Trong bài này hình như là hồi nãy đại đức có nói là sửa lại trình chữ pha qua tu tê, mình tụng hình pha qua tu mê. Thì đúng là theo cái văn phạm á, thì giống như là khi mà sư đọc kinh ở chùa đó, thì sư đọc kinh mỗi đêm thì sư đọc là pha qua tu mê. Còn khi mà được đọc tụng kinh mà để mà cho cầu an tử đâu đó, mình tụng là pha qua tu mê là nó đúng. Là tại vì chữ mê với chữ tê á, là cái chữ tê á, là mình tụng là cho ngươi, tức là cho các ngươi. Cho ngươi á, là cho cái người, tức là mình tụng kinh để mà mình cầu nguyện cho cái người khác, còn mình tụng là cái chữ tê là nó đúng. Nhưng mà mình tụng cái chữ mê á, tức là mình cầu cái sự hạnh phúc này đến cho mình là nó đúng. Tại vì theo cái văn phạm là như vậy. Thì thường thì ngày xưa thì khi mà sư ở được cái sự chỉ dạy của ngài Giác Giới hay là của những vị mà đã biết được cái văn phạm đó, thì các ngài cũng đã chỉ dạy như vậy. Thì theo cái sự biết của sư là như vậy. Bởi vì khi mà mình tụng, mình đối diện với Đức Phật á, mình tụng là pha qua tu mê, giống như mà khi mà sư tụng kinh mỗi đêm á, là sư tụng là pha qua tu mê. Còn khi mà tụng kinh cho Phật tử á, tụng kinh cho Phật tử là sư tụng là pha qua tu tê.
Tại cái chữ tê này tức là cho ngươi, còn cái chữ mê tức là cho chính mình. Đó là nó là như vậy, chứ không phải là tại vì khi mà mình tụng thì mình phải tùy theo cái trường hợp đó. Chứ còn cái chữ tê với chữ mê là mình phải có cái sự uyển chuyển, mình phải có sự thay đổi là như vậy. Tại đó là nó theo quan phạm là như vậy đó. Theo như là đại đức nói hồi nãy thì cái đó thì nó cái việc đó nó không phải là nó sai, mà cái đó là mình phải chỉnh sửa, mình phải tùy theo cái hoàn cảnh để mình tụng, chứ không phải là nó sai là cái chỗ đó. Dạ đúng rồi. Bây giờ chúng tôi xin đọc cái câu. Đọc cái nền tảng thứ hai của kinh Đức Phật Cảm Thắng Ma Vương. Ma ra tị rê ca ma phi di ta sa pa ra tịnh pa ra ma na la va ca ma ca ma tha ta ya khang khan tê so đan ta vi ti na chi ta va mo niên đô tăng tê cha sa pa va tu tê cha ya mang ca la ni Paratin ko rampana lavagama kamaka tayakang kante sodan tawitina chitawa monendo tante chasa favatute chayamang kalani Maratire kamapiyo chitasa paratin ko rampana lavagama kamata tayakang cần tề số đàn ta vi thi na chi ta hòa mô niệm đồ thành tề cha sa pháp vật tốt về cha gia mạng cha là ni. Dạ giờ Đức Phật đã cảm thắng được do A La Bát Đá đang nhận tâm lầm nhẫn nhục ra tài trọng bên cùng Phật đã cho rất hung ác cảm trọng hơn Ma Vương đã bị Đức Thánh biến chi dùng hết nhẫn phục rồi, do nhờ Phật lực này xin cho sự hạnh phúc đến người. Dạ. À bây giờ xin đã đọc xong, mà bây giờ xin mời về kế tiếp. À bây giờ xin mời gửi mất lại cho quý vị. Cảm ơn quý vị. Bích Thầy á, dạ con chào sư kệ, nên con chưa tặng hoa mà sư xuống mít rồi. Dạ con rất là tri ân sư, dạ cảm ơn thiện vũ, dạ con kính dân bích đến sư. Dạ sư An Giang hay sư chưa kệ mà, nên con chưa tặng hoa. Mà con thấy sư xuống mít nên con phải dân hoa, dạ con kính dân bích đến sư. Thì kệ nè. tính bữa nay ăn gian nha, tính trốn khỏi kệ mà Tiết Nhật Quỳnh kêu kệ. Nãy giờ để ý, sợ Vinh Giang Nhật Hà đắt lên là kêu sư kệ. Bây giờ xin kệ bài Đức Phật Cảm Thắng Ma Vương. Maratire kama vejo chita saparatin koram pana lava kama kama tata yakang kanti sodan tavitina chita wa monendo tante chasa pavatote chayamang kalani Maratire kama feyo cita sa paratin koram pana lava kama kama kaja kang kanti sodan tawitina cita wa monendo
tan te cha sa pa va tu te cha ya mang ca la ni. Dạ, dạ, dạ. Xin ta mời vị kế tiếp ạ. Xin Bất Thầy giá, dạ, dạ vậy là hôm nay ngày Chi Đức không có ở trong đạo tràng ạ. Vậy bà thân bót dùng cho sư câu một đi, đoạn một đi. Sư sẽ cầm mất 5 phút. Bahung saha sama finim mitasa utan tang Vime khalang urita khora sasena marang Dana ditamma witina cita wamunindo Tang te jasa fawatu te jaya manggalani. Dạ sư giọng kinh là sư giọng kệ. Dạ. Bà hùng sa ha sa ma phi nên vi ta sa u than tăng vi mê kha lăng u di ta khổ ra sa se na mang đa na di tham ma vô thi na chi ta hoa mu ninh đô tan tê cha sa pha vô tu tê cha ya mang ga la Ni mara ti re kama fi yut kita sa parating ko rambana la wakama kama tatayakang santi sudang tawitina cita wa munindo tang te cha sa fa watu te cha ya manggala ni. Dạ, sư xin kể đoạn 1 và kể đoạn 2 rồi ạ. Bahum saha sama finim mita sautan tang Vime khalang urita kora sasena marang Dana ditamma witina cita wamu nindo Tang te jasa watu te jaya manggalani. Bahum saha sama finim mita sautan tang Vime khalang urita khora sasena marang Dana ditamma witina cita wamu nindu Tang te casa fawatu te caya manggalani. Bahum saha sama finim mita sawutan tang Vime khalang urita khora sasena marang Dana ditamma witina cita wamu nindo Tang te jasa fawatu te jaya manggalani. Dạ, xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Xin mời cô Lạc ạ. Xin không biết cái chuyện là sao là gì, chỉ biết được chữ Lạc đầu thôi ạ. Dạ, bạch tao sư, dạ con đây, con là Lạc Lê. Mà con thấy con là người thứ hai mà sao bây giờ con lên. Dạ thôi để con cũng ôn lại vì thời gian còn dư, vì sư con xin đọc nha. Ba hôm xa xa mà bì mì ta xa vô thị tăng Y mê la lăng ụ ta vô ra xa xê mang lăng Đà na ti tham ma vi ti na chi ta qua mi mu nin đô tăng te ya qua pa văn tu te ya ma ga la ni ma ra di khe kham ba du vi chi ta ran tha tinh
Go rang ba na pa ka man ka tha da ti kang kang te su dang ta vi ti ta di wa mu nin do tang te ya sa pa wan tu te a ya ma ga la ni. Dạ, con đã đọc xong rồi. Con xin kính, con xin kính kính mời vị kế tiếp ạ. Hello. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, quý bà, quý cô, tu đức quý sư và đạo tràng. Con xin phép được đọc đoạn 1 và đoạn 2 lại. Ba hung sa han sa ma phi nim mi ta sa un than tang ri me ka lang u ding ta khu ra sa se na ma rang da na di tham ma vi thi na chi ta wa mu nin do tang te cha sa pha wa tu te cha ya mang ga la ni ma ra ti re ka ma vi jun chi ta sam pa ran tin ko ram pa na la wa ka mang ka man than tha yang khang than ti su dan ta vi thi na chi ta wa mu nin do tang te cha sa pha wa tu te cha ya mang ka la ni pa hung sa han sa ma phi nim mi ta sa un than tang ri me ka lang u din ta ko ra sa se na ma rang na na di tham ma vi thi na chi ma mu nin do tang te cha sa pha wa tu me cha ya mang ga la ni ma ra ti re kha ma phi un chi ta sam pa ran tin ko ram pa na la wa kha ma kha mat than tha yak khang khan ti su dan ta vi thi na chi ta wa mu nin do tang te cha sa pha wa tu me cha ya mang ka la ni pa hung sa han sa ma phi nim bi ta sa un than tang gri me ka lang u din ta ko ran sa sa na ma rang na na di tham ma vi thi na chi ta wa mu nin do tang te cha sa pa wan tu te cha ya mang ga la ni ma ra ti re kha man phi yun chi ta sam pa ran tin ko rang pa na la wa kha ma kha man tha thang yang khang khan ti su dan ta vi thi na chi ta wa mu nin do tang te cha sa pa wa tu me cha ya mang ga la ni. Dạ, thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức cùng quý chư tăng, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, và con cũng xin ôn đoạn 1 và đoạn 2 của kinh Tám Phật Lực. Ba hùng sa hát sa ma phi niệm mi ta sa u đàn tăng kri mê ca lăng u đi ta khô ra sa se na ma răng đà na đi thầm ma vi thi na chi ta hòa mô nình đô tăng tề cha sa pha hoa tu tề cha ya măng ra là ni.
ma ra ti re ka ma phi yut chi ta sap ba rat tân khô râm ba na la wa ka ma ka ma tha ta yak khang khan ti su đàn ta vi thi na chi ta wa mô nình đô tăng tê cha sa pha wa tu mê cha ya măng ga la ni ba hum sa ha sa ma phi ni mi ta sa vu đàn tăng kri mê kha lăng u di ta khô ra sa se na ma răng Dana di thamma vi thi na chi ta wa mu nin do tang te cha sa pha wa tu te cha ya mang ga la ni ma ra ti re ka ma phi yut chỉ ta sắp ba rắc cân khổ râm ba na la wa ca mắc ca ma thát tha yắc khăn khăn tì su đát ta vi thi na chi ta wa mô nân đồ tăng tê cha sa pha wa tu tê Jaya Mangala Ni. Dạ, con đã ôm hai câu 1 và 2 của Kinh Tam Phật Lực xong. Dạ, có chỗ nào sai sót thì xin quý sư cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, con xin quý đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con xin kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức. Dạ, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ trong đạo tràng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã cho biết niềm từ biết âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn sư Nhật Quỳnh đã đưa bài học lên. Dạ, con xin kể hai câu, câu 1 và câu 2 hôm nay. Ba hum sa han sa ma pi nim mi ta sa un than tang pri me ka lang u di ta ko ra sa sa na se na ma ran da na di tham ma vi ti na chi ta wa mu din no tăng tê cha sa và quả tu tê cha gia mang gia la ni dạ câu số hai dạ cảm ơn sư phụ chi re kha ma phi phi chi ta sắp ba răn tin Khổ râm ba na la wa ca măng ca ma thắt tha yăng khăn khăn tì su đăn ta vi thi na chi ta wa mu nin đô tân tê cha sa wa pha wa tu tê cha ya man da la ni dạ cho con kể lại bà hum sa han sa ma phi ni mi ta sa un than tăng ri me ca lam u di ta ko sa ra sa se na ma ram đà na di tham ma vi thi na chi ta wa mu nin đô tăng tê cha sa pha quả tu tê ya cha ya ma ga la ni ma ra ti re ka ma phi yui chi ta sa pa ran tin ko ram ba na la wa ka mang
Kama thăng tha yang kham Kham ti su đăng ta vi thi na chi ta wa mu nin đô Tăng tê cha sa pha hoa tu tê Cha ya man ga la ni Con đã thầy xong, con có sai, mong đạo tràng và quý sư sửa lời dùm con nha. Cảm ơn sức như tình nhiều. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, xa thủ kính cảm ơn trách nhiệm từ. À, Nhật Quỳnh thấy bàn tay Giang Nhật Hà, mời Giang Nhật Hà nha. Nhật Quỳnh nhân quýt á. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sàng Kha giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin kể, hôm nay con chưa nghe cô Nhật Quỳnh kể bài này, mà bây giờ cô cứ nhường hoài. Dạ, con xin đọc và kể đoạn số 1 và số 2 của bài kinh Phật Lực ngày hôm nay ạ. Ba hùng sa ha sa ma phi nim mi ta sa hu than tang Quy mê khá lăng ô đi ta khô ra sá xê na mà răng Đà nà thi thầm mau quy thi nà chí ta hoa mô nín đô Tàn tê cha xa phá quá tu mê cha gia măng gà la ni mà tí Mà ra tí rê ca mà tí phít Mà ra tí rê ca mà phí yút chí ta sá phá ra tin khổ râm bá na la wa ca mắc ma tha tha giác khăn khăn ti su đàn ta vi thi na chi ta wa mu nin đô tan tê cha sa pha wa tu mê cha gia mang ga la ni bang hung sa ha ha sa ma phi ni mi ta sa u than tang Quy mê khá lăng, u đi ta khô ra sa xê na mà răng. Đà na đi thăm, ma vi thi na chi ta hoa mô nín đô. Tàn tê cha sa ha pha vát tu mê cha gia măng gà la ni. Mà ra tì rê ca ma phi yun chi ta sa mba ràn tình. Ô râm ba na la wa ka mak kha ma thang tha yang khang Khan ti su đan ti vi thi na chi ta wa mu nin đô Tan te cha sa ha pha wa tu me cha ya mang ga la ni Dạ con đã đọc và kể xong. Có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin mời bàn tay của sư Pháp Trang ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bất Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin hành kính lễ chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Thân chào quý tu nữ và chư Phật tử. Và bây giờ sư đã đọc xong rồi tới cô nghe cô buổi sáng giờ chưa nghe tiếng đọc thì kể gì hết. Sáng giờ tiêu à. Bây giờ chúng ta sẽ kể hai đoạn, đoạn một và đoạn hai. Bà hùng sa ha sa ma phi niêm mê ta sa vô thanh tăng Thì mê ca lăng ô đê ta khô ra sa xê na ma răng Đà na đê thăm ma vê tê na chỉ ta qua mô niên đô Tần tê cha sa phà vá tô mê cha dâm mang ca la ni Mà ra tê rê ca ma phê yô chi ta sa pa ra tên Cô râm pa na la va ca ma ca ma ta ta ya khang Cần tê sô đan ta vi tê na chi ta va mô niên đô Cần tê cha sa pa va tô mê cha ya mang ca la ni Bà hùng sa ha sa ma phi niêm mê ta sa vô thanh tăng
Rê mê ca lăng ô đê ta co ra sa sê na ma răng. Đà na đê tham ma vê tê na chê ta va mô niên đô. Tần tê cha sa pha va tô tê cha gia mang ca la ni. Ma ra tê rê ca ma phê dô chê ta sa pa ra tinh. Tô râm pa na la va ca ma ca ma ta ta gia khang. Cần tê sô đàn ta vê tê na chê ta va mô niên đô. Cần tê cha sa pha va tô mê cha gia mang ca la ni. Dạ bây giờ chúng tôi đã bây giờ mời cho Dư Quỳnh đi. Dư Quỳnh thầy sáng giờ cũng nghe tiếng không hết chống mất em. Dạ giờ thấy bà tay Dư Quỳnh nằm một bức tay á. Nam mô Bích Thà. Dạ dạ sa thủ sa thủ, con thành kính đảnh lễ tri ân này Đức Pháp Trang đã chiếu cố đến con. Dạ cảm ơn chị Mẹ Ta, cảm ơn chị Ngũ, cho Dư Quỳnh biết được kính niệm. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, bà thân sẽ cứu cho thân mấy phút cho thân nghe điện thoại đi. Dạ, sẽ cũng không có để cho cái rim mình nó im lặng ạ. Mình sẽ xin chia sẻ một chút xíu về cái bài kinh này. Bài kinh này có bản dịch là kinh Phật lực, tức là để giáo hóa chúng sanh thì sẽ Đức Phật dùng rất là nhiều phương tiện để mà giáo hóa, tùy mỗi chúng sanh, tùy căn cơ, tùy cơ tánh, vân vân, tùy có chúng sanh thì chỉ cần im lặng thì đã giải quyết và đã giáo hóa được. Có chúng sanh thì Ngài phải dùng đến thần thông để cảm hóa và làm cho tâm này bớt cái sự kiêu mạn. Khi tâm đã nhung nhuyễn dễ dãi rồi, Đức Phật mới thuyết pháp. Bài kinh này là có 8 đoạn. Thì là 8 trường hợp. Nhất là ma vương. Đối với ma vương thì không có thể nào mà dùng thần thông hay là cứng rắn được. Đối với dạ so thì Đức Phật dùng cái pháp nhẫn nại. Đối với voi dữ cũng có bài kinh thì nói là voi điên. Thì Ngài dùng từ tâm. Đối với tướng cướp Angulimala thì Ngài dùng thần thông. Đối với nàng chính cha thì Ngài dùng chánh định. Đối với du sĩ sách chắc cá thì Ngài dùng trí tuệ. Đối với rồng thì Ngài dạy cho Ngài tôn giả một kiền liên hướng thị. Tùy theo từng hợp, tùy theo đối tượng mà Ngài dùng rất là nhiều phương tiện để mà cảm hóa
tất cả chúng sanh, mỗi nhà mỗi cảnh, trong cái khổ không có cái khổ nào giống cái khổ nào. Cho nên là Ngài dùng rất là nhiều lắm. Chứ không phải Ngài chỉ dùng cái quyền lực, cái quan hệ rộng, đó là đức đệ tử Đức Phật thì vua rất là nhiều. Cho nên nếu mà quyền lực, thần thông hay là cái quan hệ của Ngài đối với các đệ tử như là các vị vua Bát Xá Na Đí hay là Quỳnh Sa Vương vân vân, thì có thể là lúc đó thì chúng sanh nó có thể tạm lắng dịu được, nhưng mà nếu nói mà nói tâm phục khẩu phục thì chắc là không. Nhưng đối với Đức Phật thì Ngài dùng rất là nhiều phương tiện làm cho chúng sanh đó tâm phục và khẩu phục, không có bị gọi là bị cưỡng ép. Ngày xưa lúc mà sư còn đi làm thì sư có một, có hai người sếp, một người là làm cho người ta sợ, một người thì làm cho cấp dưới của mình nể. Và hai cái, một cái sợ thì mình có thể ngay cái lúc đó vì sếp nó còn thực lực còn mạnh thì còn mình còn sợ, nhưng mà đến khi thực lực của cái sếp đó đã yếu rồi thì sẽ bị cấp dưới họ quật lại. Nhưng mà cái người sếp mà làm cho cấp dưới của mình nể thì tồn tại rất là lâu, cho dù vị này có về hưu không còn quyền lực nữa thì cấp dưới vẫn kính trọng cái người sếp của mình. Dạ sư cũng bà thân đã xong rồi, sư cầm mic giùm bà thân mấy phút thôi. Bà thân xong rồi thì bà giơ tay nha. Thì bài kinh này là một trong những bài kinh nói về Đức Phật cảm hóa rất là nhiều chúng sanh. Mỗi chúng sanh Đức Phật dùng một cái hạnh để mà thu phục cảm hóa. Bài kinh này thật ra thì có rất là nhiều chữ khó đọc. Lúc sư mới đọc lần đầu tiên là sư coi như là ngồi nghe mấy buổi cầm sách nghe các vị lớn đọc, xong rồi cầm sách dò theo cũng mấy buổi là mới đọc được thôi đó, chưa tụng được. Chưa tụng được. Dạ rất là nhiều chữ khó. Khó ở đây là chưa có biết chia, số đó sư chưa có biết chia ra chữ, cho nên là thấy những cái chữ trong bài kinh này nó dài. Thì do là không biết chia cho nên là mình không có biết là bắt đầu từ đâu và ngắt ở đâu. Khi ví dụ như cái đoạn 2 này, cái câu thứ 2 nó là một câu nếu mà viết ra là nó dính liền nhau hết. Khô râm bá na la quá ca mát tha mát thác tha giác khăn. Nếu mà lúc mà sư mới viết kinh Bali là coi như là chịu cái khúc này. Dạ sư đứng nhìn này, không đọc được. Không đọc được. Trong những cái bài kinh mà gọi là trường bộ kinh đó, thì nó cũng có những cái chữ mà dính liền nhau khoảng một hàng giấy rất là dài chữ, sư đếm mấy chục ký tự. Mà sư thì lúc mới vô thì chỉ nhìn thôi, lúc đó chưa có biết chia chữ ra để mà đọc. Và sư tôi thấy là toàn không còn ai trả bài,
chỉ nhân cơ hội sư chia sẻ một số điều về cái bài kinh này. Bây giờ cũng đã hết giờ, sư xin nhường mic lại cho bà thân để kết thúc room ạ. Dạ, xa thủ, xa thủ, xa thủ. Dạ, xa thú, xa thú. Con thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức rất là nhiều. Dạ, cảm ơn thiền ngũ của đại đức đã đỡ mất chùm. Thực sự là con thành tâm sám hối với Tam Bảo cũng như sám hối chư tôn đức và xin lỗi đạo tràng. Dạ, tại vì nhiều mình ở trong chùa nên có những cái cuộc điện thoại mà quý Phật tử hoặc quý sư mà điện thì không thể nào mà bỏ qua được hết, nên con thành tâm sám hối và con tính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, bây giờ thì cũng đã lâu 2 phút rồi, nhưng từ đầu giờ tới giờ con chưa có ông bài, con phải làm tròn cái bổn phận ngon mời người này người khác mời người này người khác ông bài mà con thì trốn nên là con xin được ông bài một lần, và sau đó thì con cũng ngoài đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng ạ. Ba hôm sa ha sa ma phi ni mi ta sa bu thần tăng rị mê kha lăng u đi ta go ra sa se na ma răng đa na đi thăm ma vi thi na chi ta quả mu nịnh đô tạnh tê cha sa ma qua tu tê cha dạ măng gà la ni. Ma ra ti re ka ma phi yu ti ta sa ba ra tinh go ram ma na la wa ka ma tha ka ma tha ya khang khan te su dan ta vi thi na chi ta qua mu nin do tan te cha sa pa pa tu te cha ya mang ka la ni. Dạ, con xin được cài một lần để đại đức Pháp Trang sẽ cho con quỳ nhang, lý do là con kêu sư phải kệ, mời sư kệ mà con không kệ. Dạ, kính cảm ơn Hoa Cúc Tím. Dạ, con được xin kể. Bà hôm sa ha sa ma phi ni mi ta sa vu than tăng sri me kha lăng u ti ta go ra sa se na ma răng đa na đi tham ma vi thi na chi ta qua mu nin đô tan te cha sa pa pa tu te cha ya mang ga la ni ma ra ti re ka ma pi yu ti ta sa pa ra ting u sam ba na la wa ka ma tha tha ma tha ya khang khan ti su dan ta vi thi na chi ta wa mu nin do tan te cha sa pa qua tu te cha ya mang ga la ni. Nam mô Bụt Thầy. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thú rành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tri Đức, đại đức Pháp Trang, đại đức Tề Đức cùng chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng. Chứng minh cũng như góp phần cho đạo tràng chúng con được sinh động trong lúc ngài Trí Đức đã rời room. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu, quý bà quý cô tu nữ đã vào đạo tràng thính pháp cũng như hỗ trợ đạo tràng đọc và kệ kinh để cho đạo tràng hết giờ sinh hoạt y như có ngài Trí Đức ở trong đạo tràng. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng rất là nhiều để cho Nhật Quỳnh hoàn thành nhiệm vụ của mình mà ngài đã giao phó. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng quả phước đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên
phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây. Chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư Tăng Ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chùa Viên Giác, chùa Pháp Luân. Chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh nan, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ, để chúng con tu tiến sanh đạt đạo quả giải thoát.